Ok, hôm nay Gia Hân chơi trong nhà đúng không? Hôm nay Gia Hân chơi với nhiều con vật quá. Thì con phải dọn các cái con vật này ra trước này con này. Xong thì con mới chơi được với bạn Thiên Nga. Đấy. Đúng rồi. Con cho bạn Thiên Nga đi chơi đi nào. Ui bạn, Thiên Nga đẻ luôn này. Bạn nên nghe đây là một quả trứng nuôi con nhặt luôn đi. Bạn viên Nga để quả lễ rồi. Rồi đựng trứng bạn viên Nga. Này con nhặt trứng bạn viên Nga vào đây. Thế là con chơi với bạn rùa đi. Con lại để bạn Thiên Nga ra ngoài thì bạn rùa đi chơi mới thoải mái được. Đúng rồi. Bạn rùa không để đi thoải mái được. Con đặt xuống. Ủa, bạn rùa đẻ luôn ạ. Rồi ra đi chơi với bạn gì nào? Hai bạn thôi cho nó chạy. Ra đi chơi với hai bạn trâu đúng không? Trâu màu hồng kia đang đẩy bạn trâu màu đỏ đi đấy. Lên cầm bạn trâu đi nào. Đi bộ. Đang chơi bạn hổ à? Chúa tể của mình xanh các bạn ơi. Bạn mình cho bạn gì đấy? Bạn Hiếu. Bạn Hiếu à? Hai bạn Hiếu đi chơi luôn. Chơi bạn cá. Đấy, ra chơi bạn cá đấy. Nhà ra nhiều cá thế. Cả cá sấu này. Đẹp quá nhỉ. Wow, hai bạn cá đi chơi với nhau. Đẹp quá các bạn ơi. Đây bạn cá gì ra đây? Bạn cá chép đúng không? Bạn cá này.
chơi với bạn chó à? Nào ra ngồi xuống nào. Bạn chó ai khỏe quá. Ui giời. Bạn này khỏe quá. Rồi ra đây tắt bạn ấy đi. Bạn ấy chạy khỏe quá nhỉ các bạn nhỉ. Chơi với bạn khủng long màu xanh đúng không? Bạn khủng long đến đây. Ôi chạy thôi. Nào cắn quả trứng rồi. Cắn làm sao được quả trứng con? Chạy à? Con bạn gái lỗi đang chạy. Bạn này đang giấu. Mình chơi với bạn Châu. Bạn Châu à? Bạn Châu màu gì đấy? Màu đen. Bạn Châu màu đen, bạn Châu này rất là khỏe các bạn nha. Châu này của ông gì ra hơn? Ông ngoại. Ông ngoại ra hơn có nhiều châu lắm các bạn ơi. Rồi ra hơn đón bạn châu nào. Châu bạn là mái. Bạn là mái. Rồi ra chân chơi với bạn gà mái à? Một bạn thôi con này một bạn gà mái thôi. Ok, con vào đi. Nhanh lên ra hơn. Bạn gà mái đẻ luôn các bạn ơi. Các bạn này đăng ký kênh của Gia Hân để ủng hộ Gia Hân nhá. Rồi xin chào các bạn.